Những phút còn lại của chương trình ngày mới là thông tin thị trường. Thưa quý vị, so với tuần trước, cà phê tiếp tục ghi nhận mức tăng nhẹ, trong khi đó thì giá hồ tiêu tiếp tục ghi nhận mức giảm mạnh. Riêng heo hơi và gia cầm, gà vịt ghi nhận ổn định ở cả ba miền Bắc Trung Nam. Cà phê ở thị trường trong nước hôm nay tăng 300 đồng so với những ngày qua. Tại các tỉnh Tây Nguyên, cà phê tăng 3.000 đến 5.000 đồng một ký, vượt mốc 67.000 đồng một ký, mức cao nhất từ trước đến nay. Tại Đắk Nông, giá cà phê lên 67.200 đồng một ký, còn ở Lâm Đồng, Kon Tum, giá quanh năm 64.000 đến 65.000 đồng một ký. Giá cà phê tại Bà Rịa Vũng Tàu cũng dao động ở mức 65.000 đến 66.000 đồng một ký. Giá tiêu cuối tuần tại vùng trọng điểm trồng tiêu trong nước tiếp tục giảm, dao động trong khoảng 69.500 đồng đến 72.000 đồng một ký. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Phước tiêu lần lượt giảm về mức 72.000 đồng một ký và 71.500 đồng một ký. Tỉnh Gia Lai có giá thu mua tiêu thấp nhất trong các địa phương được khảo sát ở mức 69.500 đồng một ký. Tại Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu cũng ở mức 70.500 đồng một ký. Tại Bình Phước, giá tiêu ở mức 71.500 đồng một ký. Đồng Nai 70.000 đồng một ký. Heo hơi cuối tuần ở ba miền Bắc Trung Nam không ghi nhận biến động, dao động trong khoảng 58.000 đến 63.000 đồng một ký. Khu vực miền Bắc có giá heo hơi cao nhất cả nước. Khu vực miền Bắc, giá heo hơi dao động trong khoảng 60.000 đến 63.000 đồng một ký. Miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi thấp hơn khoảng 58.000 đến 62.000 đồng một ký. Miền Nam, giá heo hơi đứng yên, dao động từ 58.000 đến 60.000 đồng một ký. Nhiều tỉnh thành duy trì ở mức 60.000 đồng một ký. Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Sóc Trăng, giá heo hơi ghi nhận ở mức 58.000 đồng một ký. Sau một tuần nhiều biến động, giá gia cầm cuối tuần đã tạm đứng yên ở cả ba mặt hàng gà vịt và trứng gà. Giá gà mía dao động từ 70.000 đồng đến 75.000 đồng một ký, gà Minh Dư khoảng 52.000 đồng đến 69.000 đồng một ký, gà ri là 51.000 đến 53.000 đồng một ký và gà nòi có giá khoảng 72.000 đồng một ký. Vịt cũng tiếp tục duy trì đà đi ngang, dao động từ 38.000 đến 46.000 đồng một ký. Giá trứng gia cầm cũng ổn định, trứng gà đỏ tại Bình Định tăng nhẹ 100 đồng một quả, dao động từ 1.700 đến 2.000 đồng một quả.